Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Công Quay TV. Xin chào bạn nha. Xin chào các bạn nha. Một ngày mới lại đến rồi, anh em hôm nay lại có món mới để gửi cho các bạn rồi. Món mới nhưng mà có một tin tức hơi buồn các bạn ạ. Tin tức này thì buồn này... không phải buồn với anh em mà buồn với tất cả mọi người luôn. Em yêu quý đấy. Đấy, tin tức thế nào thì tin tức đấy. Đấy, bây giờ nhường lại lời cho Tuyên. Nói chung là có thông báo với các anh rồi thì hôm nay thì em cũng có một thông báo là cho khán giả biết tất cả mọi người thì là sắp tới thì trong khoảng là một tuần, chắc khoảng một tuần nữa thì em sẽ không cùng các anh đồng hành cùng các anh được nữa. Thì vì cũng có một số việc riêng của gia đình với lại cá nhân em thì cũng là muốn thay đổi một công việc khác. Đang muốn gọi là thử sức một công việc mới các bạn ạ. Thực ra thì chuyện này cũng khá là bình thường mà vì thứ nhất là Tuyên là nhà là không ở gần đây. Và thứ hai là Tuyên là con gái nữa các bạn ạ. Thì để mà suốt ngày gọi là lang bạt kỳ hồ theo mấy anh em chúng tôi thì cũng khá là hơi là khó. Thì cũng muốn thử sức với một công việc mới các bạn ạ. Đấy, thực ra thì em ấy luôn luôn vẫn là một trong những thành viên trong nhóm cơm quê thôi. Đấy. Thì... trong vòng một tuần nữa cơ các bạn ạ. Một tuần nữa cơ. Nói chung là dù em ấy có đi đâu thì em ấy vẫn là một vai mái là một thành viên ở trong nhóm và anh em có khả năng vẫn có lên những có cái dịp mà gặp nhau đúng không? Gặp nhau đấy. Lên nhà em ấy chơi đấy. Vì không phải là Nguyên đi quay video cùng nhau thì vẫn là anh em bạn bè trong cuộc sống rồi đấy. Thì cũng Tuyên thì cũng đã bày tỏ nguyện vọng đấy đến với cả anh em mình rồi. Thì em còn gì nói lốt đi. Nhưng mà thời gian vừa qua thì cũng không phải là quá dài nhưng mà cũng không phải quá ngắn. Nhưng mà cũng được tiếp xúc và được giao lưu rất là nhiều. Cũng được khán giả rất là yêu quý. Rồi có những lời hỏi thăm các thứ. Nhưng mà em cũng rất là buồn vì không đồng hành hàng ngày cũng cùng mọi người được nữa. Nhưng mà rất mong sao thì dù em có là không ở trong nhóm thì em vẫn luôn đồng hành cái niềm tin và luôn cổ vũ và luôn ủng hộ kênh của mình. Đấy, rất mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ kênh Công Quê TV. Còn nếu em ấy mà lấy chồng thì sắp tới là anh em mình sẽ quay một tập video em Tuyên đi lấy chồng các bạn nhá. Chắc chắn là nếu mà em lấy chồng thì em sẽ gọi các anh à. Alo các anh à, mà em cưới rồi đấy. Tình hình là để quay đám cưới của em nhá. Biết đâu lại thế. Nhưng mà cái đấy thì chắc là còn lâu. Đó thì các bạn đã thấy đấy. Ban đầu thì một cái chiếc bàn có bốn chân rất là vững chắc, cũng rất may. Đây thì em Tuyên em ấy sang một công việc khác thì cái kiềng lại từ cái bàn chuyển thành cái kiềng vẫn là ba chân các bạn nhá. Vẫn rất là vững chắc thì anh em tôi vẫn còn ở đây là những người anh em cái đồng hành cùng nhau rất là nhiều năm nay rồi. 3-4 năm nay rồi anh Niên này, Tài em và tôi rồi nó không bao giờ rời bỏ cái kênh Cơm Quê này, anh em sẽ cùng nhau cố gắng khắc phục ấy. Gây dựng và làm những cái video thật hay và ý nghĩa hơn để cho các bạn xem giải trí hàng ngày nhá. Còn hôm nay thì mới là thông báo thôi, còn em Tuyên một tuần nữa cơ. Thế nên là kệ đi. Một tuần này thì chúng ta cứ làm video chia sẻ như bình thường, trải nghiệm như bình thường đấy. Và thật vui vẻ đúng không? Tuần này mình sẽ làm những cái món nào mà em Tuyên thích nhất. Ok. Để cho em một cái cảm giác gọi là thử cái trải nghiệm và ăn uống cuối cùng của ở cùng anh em. Thì anh em mình sẽ hết sức bồi dưỡng những cái ngày cuối cùng này. Còn cái buổi mà chia tay thì anh em thì chắc là tổ chức vui tí nhở. Đấy để chúng ta thật là có những kỷ niệm thật là vui vẻ cùng nhau đấy. Còn bây giờ thì anh em mình cũng tâm sự cũng hơi dài rồi. Bước vào bữa ăn ngày hôm nay các bạn nhá. Bây giờ đi anh em mình đi xem. Đi cho các bạn xem tất cả các nguyên liệu ngày hôm nay. Đi. Đây các bạn ơi, các bạn đôi biết đây là trái tim. Đây là phẩm chất lượng chính ngày hôm nay của anh em. Quá chất lượng. Đây là hai quả tim trâu các bạn ơi. Nghe cái câu chuyện này nó là cũng buồn nên là anh em phải là đâu? Đây là quả tim của anh em. Hôm nay anh em mình làm món về tim này để cho kiểu con là tim đúng rồi. Đau lòng đau với cả này. Để cho cái gì nhỉ? Mọi kỷ niệm đẹp đẽ để lại trong tim chúng ta để nhớ về cái thời gian anh em cơm quê cùng nhau cùng em Tuyên đấy. Còn nói về trái tim này thì nói chung là chế nhiều được nhiều món lắm các bạn ạ. Ok. Đấy, hôm nay là tim trâu. Theo dõi kỹ anh em mình sẽ là món gì nhá. Ok. Quá to luôn quả tim này. Đấy, tim với lại tiết nhá. Đấy đây là gọi là dòng máu ấy, dòng tim máu dòng máu Việt này.
Tim lọc máu mà. Ừ. Rồi, nói chung là bây giờ anh em mình đã giới thiệu các bạn nhé. Bây giờ bắt tay vào sơ chế quả tim này. Các bạn thấy anh em chia sẻ video hay thì có thể làm theo, cho anh em xin một like và đăng ký một chia sẻ để ủng hộ anh em nhá. Và nếu mua hàng thì đừng quên liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình các bạn nhá. Chắc là sau này sẽ là số điện thoại của tôi, anh Niên và Tài em các bạn. Mình sẽ thay đổi một tí các bạn nhá. Trước khi sơ chế thì anh em mình vẫn phải khử mùi đi nha các bạn nhá. Đấy, bổ tim ra, óp muối rửa các bạn nhá. Bổ quả tim này ra xem bên trong là tim gì, màu gì chứ. Nước này. Nhưng mà cái dạng tim trâu, tim bò này thì ăn nó nở lắm anh nhở? Hai quả này vừa tầm không? Bỏ cái tiết này ra. Tiết động. Đúng rồi, bỏ cái tiết động. Chỗ đấy như vẫn còn. Đấy, còn đấy. Các cái ngăn tim này này các bạn, khi mà người ta lấy tiết thì nó động lại. Gân này. Đấy. Rồi, ôi, bỏ đi nha các bạn nha. Mấy chiếc cách. Này mà vẫn nó đánh được tiết canh thì mới là chất này. Thì mới là độc lạ này. Đấy, cho vào đây. Rửa qua đi xong bóp muối nha các bạn nha. Rửa từng ăn một. Anh em không phải bổ cái trong này à? Cái ống này á? Cái ống ấy sạch này. Ống sạch này. Đấy, bên này sát muối trái tim. Sát muối trái tim cơ. Đấy, anh em khử qua rồi nhá. Sát muối. Các nào mà thích hết mùi nữa thì cứ chanh giấm đủ thứ. Đủ các loại và hết mùi luôn. Xong một tí nữa táo thì chanh muối nữa là nó tái đấy. Luôn anh em mình tạp táp luôn đấy. Táp tim mà. Táp tim trâu à. Táp tim trâu. Rồi để một lúc cho nó ngấm nó sạch sẽ đi thằng anh em mình bắt đầu hái mỏng các bạn ạ. Đấy, tôi sắp tái rồi đây này. Ăn được đấy. Thật chứ chưa bóp độc là được rồi mà cái tim này mình tươi ấy. Mình sẽ thái phần tim nha các bạn nha. Hôm nay anh em mình sẽ làm cái món tim trâu nhúng mẻ các bạn ạ. Tim trâu nhúng mẻ. Đấy, bây giờ mình thái cái phần tim. Còn cái phần cuống tim này thì anh em mình sẽ mang làm nước dùng luôn. Cái phần tim này thì anh em mình thái mỏng để nhúng mẻ các bạn ạ. Cứa từng nhát dao vào trái tim. Trái tim to. Mà tim này, cái loại tim nó nở các bạn. Chắc là phải thái thật là mỏng ấy. Anh như thế này anh em ăn cho đã này. Không, anh em thái mỏng ra các bạn nhé. Mình dùng một tí là ok luôn. Ok, quá tuyệt vời luôn. Bình thường là thịt trâu nhúng mẻ, hôm nay là tim trâu nhúng mẻ. Cái công thức, cái nước mẻ nhúng các bạn thì rất là nhiều. Đấy, nhưng mà các bạn hãy xem là anh em chúng tôi chia sẻ cái kiểu nước mẻ nhúng của miền núi, chỗ anh em chúng tôi sống các bạn nhé. Nó khác. Có gì khác ở chỗ các bạn không? Nhưng mà anh em nào mà không, nếu mà không làm được mẻ thì cứ liên hệ anh em mình. Anh em mình bán mẻ cho ngay. Không có gì là không thể. Đợt đầu anh em mình còn ít cái mặt các mặt hàng, chứ bây giờ anh em mình tìm hiểu ra thì mình chọn lựa được những cái mặt hàng ngon đấy và tốt. Đến nên là anh em mình có rất là nhiều mặt hàng để mà gửi đến cho các bạn. Các bạn cứ yên tâm về chất lượng nha, đóng gói. Hôm nay mình sẽ dùng nguyên liệu phụ đây các bạn nhá. Đây, mình sẽ dùng hành tím này, dứa, xả, ớt. Bên này là thêm tỏi nha các bạn nhá. Đây, thêm nghệ với lại sa tế nữa. Đang đợi Tài đang trên đường đi về. Mình sẽ thái cái này trước. Đấy, gia vị hôm nay mình sẽ dùng cái này để làm nước chấm các bạn ạ. Hạt dổi, bột ngọt này, hạt nêm và muối nhá. Mắm, đường, dầu ăn và tương ớt. Đặc biệt là mẻ, nhúng mẻ thì phải có mẻ các bạn ạ. Nhúng mẻ không có mẻ không biết là nhúng gì đấy. Thái xả tivi.
Mình sẽ cho nguyên liệu phụ vào cái phần tim nãy mình thái mỏng để ướp nha các bạn nha. Đấy, cho hết cái nguyên liệu phụ này vào. Xong rồi ướp, mình sẽ cho một chút tương, muối, hạt dối, hơi gió mình cho nó bay, đường nhé, hạt nêm mà mì chính là ok các bạn ạ. Anh em đảo đều lên cho nó ngấm đều. Xong rồi anh mình sẽ đi làm cái phần nước dùng nha các bạn nhé. Ok. Lên bếp đi. Nấu nước dùng. Rồi mình sẽ phi cái phần nguyên liệu phụ các bạn nhá. Bây giờ thơm lên. Rồi. Rụng luôn thấy không? Nứt cái mũi luôn. Đoạn này mới là quan trọng này các bạn này. Làm nước dùng. Nước dùng. Nhất cái lách. Ok, đợi cho nó phi vàng thôi nha. Ấm nha anh em nha. Xoài. Hôm nay các bạn mà đã phi thơm cái này đủ mắm thì nhà hàng xóm biết ngay là bạn nấu cái gì. Mẹ anh em ơi. Này nhìn nhà ông Giáp đang ngủ sao phải dậy chứ. Không, nhưng mà đứng ở trước cái gió nó thổi mùi vào người mình. Về nhà mọi người cũng biết mình vừa làm cái gì. Ngám đấy, ngám mùi thơm. Nước mắm. Xoa tế một lọ anh em nhá. Cơ tùy sở thích. Hạt dồi mị. Hạt nêm. Mì chính. Thêm đường. Ok. Đảo cho nó khi nào cái mẻ nó vàng sánh lại thì anh em mình bắt đầu. Được. Cho cái phần cuốn tim đấy, cho cái phần kia vào đảo đấy chứ nhỉ. Nước là phải xong cùng nữa. Đấy, các bạn thấy màu nó hấp dẫn không? Nó rực rỡ như này nhá. Trưng mẻ và thơm. Này chấm luôn được rau sống rồi đấy. Cho cái phần cuống tim với cái phần tiết vào để đảo nhé các bạn nhé. Ok. Rồi, chuẩn bị cho nước rồi đấy. Anh thái hết rồi mà, cứ đảo đi nó. Phần này hơi bếp bếp nó dính rồi. Rồi, đảo cho nó xe thêm một tí nữa. Cho nước đi. Cho nước các bạn nhá. Những cái lò này là nhiệt nóng này. Rồi, chỉ thấy đun thôi. Đun là ra là anh em nhúng và thưởng thức rồi đấy. Đó là ok luôn các bạn. Hấp rấn luôn. Này thì mà các bạn làm một nồi này ở nhà thì có mà nhậu bá cháy. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho thêm dứa nhá các bạn nhá. Cho thêm dứa tạo cái vị chua thơm thanh hơn. Khóm ấy. Khóm ở trong miền Nam gọi là khóm. Khóm hay thơm hay dứa? Khóm thơm. Thơm. Rồi, mình sẽ thái cái thịt phun khói này nhá. Thịt ăn treo kèm của anh em mình đấy. Hôm nay mình lấy ra ăn kèm luôn các bạn ạ. Thịt treo này thì nói chung là xào ngon lắm. Rất nhiều các chế biến rất nhá. Rất nhiều. Ban đầu là các bạn okay mà mua về thì hãy lúc khi mà chế biến ấy hãy luộc qua đi một chút cho nó bớt cái mùi khói mỏng hóng à. Xong là thái ra xào thôi. Cái này sản phẩm này thì anh em mình nào cũng sẵn hàng các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu sử dụng thì liên hệ qua số điện thoại để trên góc màn hình các bạn nhá. Ủng hộ anh em có kinh phí để tiếp tục duy trì kênh. Ok ok. Đấy, xong rồi cho luôn vào trong này. Trong này cũng đã chuẩn bị rau thơm rồi. Chỉ tô thứ để chuẩn bị múc mẻ ra thôi. Cho vào đây tí múc nước nóng luôn. Ok. Rồi múc ra các bạn nhá. Anh em nay ăn hơi hoang mang cả cái thịt phun khói của anh em mình nha. Ừ. Hoang gì? Của mình nhà trông được. Nói chung là anh em mà cứ muốn cái mặt hàng thịt lợn nấu khói này thì cứ liên hệ số điện thoại ở góc màn hình nhá. Em cơm quê sẽ gửi tận nơi. Anh quê này nghỉ anh không làm nhưng mà anh em mình vẫn làm bình thường các bạn. Hàng gì anh em cũng làm được. Ok ok. Rồi bây giờ thì lên mâm. Thử giúp nhá. Đây nồi luôn. Đây bây giờ và sắp xếp ra để ngồi các bạn nhá. Đấy, nói chung là ngày công bố cái quyết định này cũng không thiếu được mấy anh em trong nhóm này có kỵ vào rồi đấy. Ngủ chị vừa mới vào các bạn ạ. Bảo vào từ sớm không vào ngủ các bạn. Các bạn comment comment nói cho trận đi các bạn toàn ngủ thôi. Lịch cũng đi đang đi Thả Châu.
Anh Lịch đang đi thả trâu, anh em rủ ngồi thưởng thức cùng anh em luôn. Luôn cái tim cắn trâu. Lấy trâu của anh đấy. Hàng xịn. Đang thả kia đã lấy tim. Mà hàng trâu thả đôi nhá. Vâng. Bây giờ thì chuẩn bị vào mâm thôi, thưởng thức các bạn ơi. Múa hạt dổi của anh em. Tin châu nhúng mẻ nhá. À đây. Trồng múa hạt dổi nhá. Trồng múa hạt dổi cần vắt chanh thôi. Ai muốn đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại góc màn hình nhá. Ok ok. Ôi, cho mời các bạn nhá. Xin mời bạn mâm anh em tôi nhá. Đây. Nhiều nhiều vào để ăn cho bỏ đi. Đợi nó sôi thì đã. Đấy. Trong lúc đợi sôi thì ở đây có cái cuốn tim chín rồi mà. Ở đấy trong đấy có mà. Tiết. Đầy đồ trong đấy sẵn rồi. Đấy. Cuốn cũng ngon đấy. Ôi giời. Miếng thịt lợn. Gắp ra thổi nguội rồi chiên rồi. Châu hết đấy. Châu đây là cuống ạ. Chín rồi. Này anh thử. Lợn ở dưới. Lợn á? À có cái miếng đúng rồi, ba chỉ. Ba chỉ. À ừ có ba chỉ. Đấy. Nào. Mời các bạn nhá. Trong nhỉ. Chiên anh em. Bỉ rất là. Cho vào cái này nhìn nó trong. Ôi giời ơi. Giòn. Giòn nhức nách luôn rồi. Ôi giời ơi. Thế mình làm được miếng thịt lợn là sấy khô rồi. À đây là hun khói thịt sấy khô ở nhà. Sấy khô ở nhà. Xin mời các bạn nha. Thịt này treo góc bếp. Mấy ngày cùng anh em mình sẽ treo lên tiền béo lên mấy cân luôn đấy các bạn nha. Treo từ tháng riêng. Đấy, tháng riêng tháng 12 thế nghe tin kỵ buồn rưng rức các bạn ạ. Nãy còn tí khóc bạn, bạn nhỉ rồi không có. Và hết từ từ nay là hết gặp Tuyên rồi. Bạn rồi. Ơi, không nhìn mặt luôn. Mặt luôn. Không nhìn mặt rồi á, thế ra ngoài đấy ý kỵ. Buồn thế là buồn cười các bạn ạ. Kỳ bảo không nhìn mặt nữa rồi, nghĩa là chia tay đây xong rồi ra ngoài cũng không nhìn luôn. Nghĩa là chơi không chơi cùng nữa, cạch mặt luôn. Đâu nhỉ? Anh Lịch dùng tự nhiên anh. Chín rồi sao ấy? Nó chỉ cần thế này thôi các bạn nhá. Chấm. Đây chấm đây. Chấm muối. Đây nhá, nhìn này. Muối hạt dổi. Muối. Đấy. Mình một chuyến được hai miếng nhá. Phát luôn. Phát luôn nhỉ? Ở đây một miếng thế nào chứ? Đây. Miếng như cái móc. Ngọt ngọt thế. Cái các bạn ăn tim trâu mình nhá. Cái gia vị của nó rất tuyệt vời nhá. Đấy. Thấy cái tim trâu vừa rồi. Của chú vừa thả ra mà đã vào nồi này ngon lắm. Ngon. Cái kiểu nhúng mẻ này thì cái nồi nước dùng mà nấu nấu nhúng mẻ kiểu này. Tuy nhiên vẫn còn mấy con đang còn. Vẫn còn mấy con. Yên tâm hết mồi lại ra đấy. Mềm, ngọt. Chua chua. Cái tim này thì chắc chắn là ngọt rồi. Anh em mình lấy còn được tươi nữa chứ. Cái nước dùng này thì có chút mẻ chua chua nữa. Chua chua. Chua chua thơm. Thơm mà. Thơm của mùi mùi dứa đấy. Từ mùi dứa ra. Cái tiết này cũng khá là ok các bạn ạ. Vì người ta đánh đông loãng loãng này, ăn nó rất là mềm. Thế này không bị khô. Không khô. Đấy, đánh chuẩn này nó không có lỗ các bạn. Nghĩa là nó kiểu là nó không bị nghẹn đúng không? Đúng rồi. Mình phải thử đã, không tin được đâu. Nói. Bảo là đặt thì ăn phát đấy nghẹn tắc cổ. Công nhận là em thấy đặc. Ừ. Mịn. Nước khoáng mà nước lã này nó mịn. Thấy thơm này hơi thiếu thiếu nhỉ? Chứ tí nữa anh em mình phải mang ra mang đi đâu đó có tí nhấm nhấm. Tùy thôi, cái đấy tùy anh em thôi. Tìm đi. Xin các thứ đi. Tim đầy rau đầy sống ấy. Không, nhưng mà ăn tim ngon là tim nhúng mẻ này ngon. Bây giờ lại có gió mùa đông bắc về các bạn ạ. Đây là anh em mình muối hạt dổi này. Chỉ việc múc từ lọ ra vắt thêm chanh vào là quá là ok các bạn ạ. Hôm nay mình xin phép vào làm máy tời nhá. Lại một miếng tiết. Mịn nhỉ, tiết mịn nhỉ. Ngọt. Ê. Làm cái nồi hình xịt ở ngoài anh em mình vẫn bị đang bị mưa các bạn nên là trời nó vẫn lạnh. Với lại năm nay là nhuận 2 tháng 2 nên là vẫn chưa đến cái nóng, nhưng mà quay cái thời tiết này rất là sướng, nó mát mẻ, không bị kiểu khó chịu như mùa hè các bạn. Mùa hè thì quay thì anh em phải lên suối mới quay được. Cái miếng thịt ba chỉ ấy mà làm thế này nó trong ấy, nhìn nó không bị ngấy. Ăn nó cũng không ngấy. Đúng rồi, ăn nó cũng mình đã treo thì sẽ teo đi rồi. Ăn nó giòn giòn này. Ăn nó cũng không ngấy đâu các bạn ạ. Ăn nó giòn ấy, nó thơm. Đấy, từ nãy giờ mình cứ giới thiệu phát là mình ăn hết. Xưa lúc mình còn nhỏ nhỉ. Đúng phát là cho ra luôn, ăn luôn. Không, mình ghém được không?
được luôn. Đâu nhỉ? Tổng hợp luôn. Khổ lớn mà. Không không, tìm cái miếng tim chứ. Đâu hết rồi ấy. Toàn thịt thôi. Có mà, vừa cho vào đây. Nó trôi xuống dưới chả? Tim. Đây. Ui, nồi này thì có mà ngót chục người say luôn. Mình thả lâu vào nó dai ấy. Mình ăn kèm với cả thịt với cả tim. Bên trong tim mình đảo hết xem là... Anh em nào mà lo mùi của tim các thứ của bò trâu bò thì cũng phải lo, vì các bạn là có mình đã ướp cả hạt dổi đấy. Đấy, nó rất là thơm, gần như cái món nào ở đây cũng có hạt dổi hết. Nó khử được cái mùi đi, áp được cái mùi. Cái này mà lúc mổ ra nó thái chấm luôn ớt ăn được. Nó đang nóng vậy. Nóng nằm táp luôn. Táp trâu táp bò. Là phải có tim gan, không thể thiếu được. Ít thịt lạp. Một nồi này chắc được nhiều người say ấy. Nói chung là mình tắt máy quay, mình đá nhanh vội được mấy miếng rồi ăn nó ngọt. Nói chung là cái nước dùng nó vẫn là cái gì đấy nó tạo lên cho mình cái cảm giác ngon. Có vẻ buồn nhỉ, hay là thiếu ấy nhỉ? Cái nước mẻ quá thì nó là kiểu chua chua ấy. Chua chua thanh thanh nên là ăn nó không bị ngán, nó giảm được cái độ ngán của các loại thịt rất là nhiều. Đấy, đây. Ăn chưa đã đau hợp đấy. Này, 2-3 miếng kẹp mà. Thịt đấy. Như nào anh? Cái thịt của anh em tự làm bếp này là phải bột củi cốt đất thì ăn cơm. Tuyệt vời đúng không? Anh em ở chỗ này thì ăn cái này thôi rồi luôn. Ra khối lượng sản phẩm rất nhiều. Ăn một miếng này cuốc được mấy hố keo đấy. Nói chung là như thế thì ăn cơm thì vào lắm. Cái này thì gần như là để ăn cơm. Anh em làm là phần lớn là để ăn kèm với cơm là nhiều. Ngọt thực sự luôn. Rồi cái miếng tim này nhúng vừa phải thôi. Ăn chống đau đầu. Ngọt lắm. Nó chỉ tái tái thôi nhá. Chống đau đầu. Hoa mắt chóng mặt. Ngọt dã man, cắn vào phát các bạn. Ngọt. Hình như nãy giờ em quay trên màn hình thì anh Sơn anh chưa nghỉ được một phút nào luôn. Không chưa nghỉ được một phút giây nào mà. Anh có thấy mỏi mồm không anh? Anh không. Anh ngon nên sao anh mỏi được. Em thấy mọi người còn ngừng lại nói chuyện. Anh Sơn anh vừa ăn anh vừa nói luôn. Ảo thật đấy. Máy tời mà các bạn. Ngon máy tời liên tục. Ồ. Anh này đi đuổi trâu rồi. Anh em còn rất nhiều nhá. Ăn hết lại thả nhúng tiếp. Nhưng mà nhiều lắm. Đừng thả nhiều quá anh em nhúng rồi. Đấy nhúng thôi. Nhúng rồi, mỗi người hai gắp thì đấy thôi. Thôi đừng quay nữa xấu hổ. Thật ra mình đang định tắt vào quay vào ăn nhưng mà lại thấy anh Sơn khóc rồi mình lại quay tiếp. Có ngày lúc các bạn bảo ôi anh Sơn đang ở ngoài anh ấy... đói đâu các bạn ạ. Anh Sơn anh đói khổ. Không đói tí nào đâu, máy tời còn nhanh hơn cả tay em luôn. Tôi ăn xong rồi đấy, nghỉ các bạn nhá, mình không ăn nữa. Liên tục luôn. Quyết liệt các bạn. Mọi người cũng liên tục mà không phải nguyên mình rồi các bạn ạ. Mọi người nói thì em đang nhai. Nè. Ôi buồn. Nói chung là ăn đây vẫn tiếp tục cho hai quả chim châu cũng khá to mà đây nhà mình vẫn còn vẫn đang nhúng liên tục đau rồi sắp hết rồi. Nói chung là ăn cái này kia nữa với lại mình cũng hẳn thêm một cân thịt nữa cơ mà. Đúng rồi, rất nhiều đồ. Đúng là được cái ăn nó không bị ngán với ngấy đâu. Thì đến giờ này ăn thì cuống rất là giòn các bạn ạ. Ngon đấy. Mà hơi nóng. Nóng nào không cần nóng đâu. Bảo không đào không đâu. Em có thấy nóng không? Thế ngon. Cho vào đây thì nó cũng không, nó hết mỡ luôn. Ngon thực sự. Chỉ còn độ sực sực hơi kiểu nó như kiểu là cái nó gì vào nó gọi là cái gầu ấy. Cái bùi nó thơm. Cái gầu như kiểu là cái gầu của cái gì đấy. Nó này. Phần nó là như kiểu phần mỡ ấy. Nói chung là hôm nay thì anh em cũng ra một cái video để thông báo đến các bạn là một cái việc nó cũng hết sức là buồn nhưng mà cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn nữa, bữa tiệc nào thì chả có lúc chia ly các bạn. Nhưng mà em Tiên em vẫn còn với anh em một tầm khoảng tuần nữa cơ. Anh em mình nói chung là nó cũng có một cái gì đấy buồn đấy nhưng mà
thôi thì anh em mình, em Tuyên dù em Tuyên có nghỉ thì ba anh em vẫn tiếp tục để cố gắng các bạn nhá. Khó khăn nhiều rồi, giờ khó khăn thêm tí không ảnh hưởng gì các bạn. Không ảnh hưởng gì anh em mình vẫn đang vẫn cứ là nỗ lực các bạn nhá. Vẫn phần đầu. Còn trẻ còn khỏe thì không lo gì mà sợ gì phải không? Mai này nó nhớ đâu nó lại đấy. Gấp đôi. Ngã đâu gấp đôi ở đấy các bạn ạ. Rất mong các bạn ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ, để lại bình luận nha. Mua hàng gì thì cứ liên hệ với số điện thoại bên góc màn hình các bạn nha. Bây giờ thì thời lượng thông báo như thế chắc là cũng đủ rồi các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá.